Sản phẩm không khí sạch đóng chai từng gây xôn xao dư luận thế giới đã xuất hiện tại Việt Nam. Nghe có vẻ lạ nhưng mà trước tình trạng môi trường ngày càng ô nhiễm hiện nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để sở hữu những bình không khí sạch. Loại không khí sạch này được quảng cáo là lấy từ dãy núi Rocky ở công viên quốc gia Banff của Canada, là một di sản đã được UNESCO công nhận và bảo vệ, và sản phẩm được đóng chai thủ công. Đây cũng chính là sản phẩm đã được săn lùng rất nhiều ở Bắc Mỹ, Ấn Độ và nhất là tại Trung Quốc trong những năm vừa qua. Một chai không khí sạch chứa 7,7 lít không khí có giá là 500.000 đồng. Trước tình hình ô nhiễm không khí ngày một gia tăng hiện nay, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trung bình thì mỗi tháng công ty nhập khẩu trực tiếp sản phẩm này bán ra thị trường khoảng 100 chai. Dù giá sản phẩm khá đắt nhưng mà nhiều người có thu nhập tốt không ngại bỏ ra một số tiền lớn để thường xuyên sử dụng loại không khí sạch.